Kính thưa quý vị khán giả, kính thưa đại gia đình thân yêu của Nguyễn Đức Long. Thì tối hôm nay Nguyễn Đức Long có làm một cái bản tin, bản tin rất là hot mà được dư luận quan tâm trong suốt thời gian qua. Và tất cả những cái bản tin cũng giống như những cái video clip mà Nguyễn Đức Long muốn gửi đến cho quý vị, cho cả nhà thân yêu, thì từ đầu đến cuối Nguyễn Đức Long cũng từng nói rằng là Nguyễn Đức Long làm điều cái việc gì đó hay là một cái sự kiện nào, một cái thông tin gì thì đều có cái chứng cứ Long mới làm. Thì ngày hôm nay Nguyễn Đức Long cũng xin mạn phép quý vị và gửi đến quý vị một cái thông tin liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và phó tổng biên tập của VOV. Lời luật sư Vlog cũng giống như rằng là qua lời phỏng vấn của luật sư Vlog đối với bà Hằng, bà Hằng trả lời như thế nào và bà Hằng nói cái việc này như thế nào. Rồi xin mời quý vị hãy nghe luật sư Vlog và bà Hằng nói gì trong cái đoạn mà luật sư Vlog đang coi như là phỏng vấn bà Hằng. Mời quý vị cùng nghe nhé. Tôi mới nhận được một cái thông tin, đó chính là Sở Truyền thông Thông tin thành phố Hồ Chí Minh đã có mời bà Nguyễn Phương Hằng lên trên sở để mà làm việc liên quan đến các cái lá đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng. Và nhân tiện đây thì tôi cũng xin nhắc lại một cái điều như thế này. Cái sự việc mà Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc đó, nó có liên quan cái chuyện mà VOV trước đây đã có phỏng vấn nhà báo Nguyễn Đức Hiển, và có sự việc liên quan đến cái chỗ là VOV có bài phỏng vấn và nói rằng là chỗ bà Nguyễn Phương Hằng là phát biểu trên mạng xã hội nó bị lệch chuẩn. Và sau đó thì cái sự phát biểu của nhà báo Nguyễn Đức Hiển trên bài phỏng vấn của VOV và nói rằng là bà Hằng thể bị kết tội về cái tội là điều số 331, đó chính là lợi dụng cái quyền tự do dân chủ để mà nói xấu người khác, không cần một cái cá nhân hoặc là một tổ chức nào tố cáo thì vẫn có thể là kết tội bà Nguyễn Phương Hằng về cái điểm số là 331 hết. Tuy nhiên thì sau khi bài báo của VOV được đăng cũng như là lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Đức Hiển đã có phát biểu về cái tội của bà Nguyễn Phương Hằng nếu có, thì bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn tố cáo lên cho Bộ Công an, và từ đó thì Bộ Công an đã có gửi hồ sơ qua cho bí chủ của Bộ Truyền thông Thông tin và các cơ quan chức năng. Bằng chứng đó chính là đài VOV cũng đã có mời bà Nguyễn Phương Hằng ra ngoài Trung ương, có nghĩa là ra ngoài Hà Nội đó, để thương thảo hoặc là về trao đổi về một số vấn đề liên quan đến cái tố cáo thứ này của bà Nguyễn Phương Hằng. Và từ đó thì Bộ Truyền thông Thông tin cũng đã có công văn gửi xuống cho Sở Truyền thông Thông tin thành phố Hồ Chí Minh để xem xét xử lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, và giải quyết như thế nào rồi đó thì phải gửi báo cáo về cho Bộ Truyền thông Thông tin nắm. Thì sau khi nhận được cái thông tin từ Bộ Truyền thông thì Sở Truyền thông Thông tin hôm nay đã có công văn gửi cho phía bà Nguyễn Phương Hằng và mời bà Nguyễn Phương Hằng lên để làm việc liên quan đến chuyện mà bà Nguyễn Phương Hằng đã tố cáo nhà báo Nguyễn Đức Hiển theo quy định của pháp luật. Nhưng mà sau khi đã nhận được công văn rồi đó thì tôi có một số cái thắc mắc cũng như là một số cái quan điểm quan ngại về cái công văn này, và tôi đã có liên hệ với chỗ phía của bà Nguyễn Phương Hằng, và sau đây thì tôi xin phép mời các anh chị nghe qua cái đoạn phỏng vấn của tôi đối với bà Nguyễn Phương Hằng để xem coi bà Nguyễn Phương Hằng có quan điểm như thế nào về việc Sở Truyền thông Thông tin thành phố Hồ Chí Minh mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc nha. Dạ xin chào, có phải chị Hằng không ạ? Đây chị đây em. Dạ, chị Hằng ơi, em có một số các cái câu hỏi muốn đặt cho chị đó, tại vì hồi chiều này em có nghe một số thông tin trên mạng đó, không biết đúng hay sai, thì em xin phép là hỏi chị một số câu hỏi để nhờ chị giải đáp giùm em nha. Dạ, thì theo em được biết á, thì mới đây thôi nè, thì sau khi nhận được cái đơn của chị gửi khiếu nại về cái vấn đề mà VOV là họ quy chụp chị là phát biểu lệch chuẩn ở trên mạng xã hội á, và chị có gửi cái khiếu nại tố cáo nhà báo Nguyễn Đức Hiển xâm phạm đến cái quyền và lợi ích hợp pháp của chị để chị bảo vệ quyền lợi của mình, thì Bộ Truyền thông Thông tin cũng đã có cái văn bản mà chỉ đạo cho Sở Truyền thông Thông tin thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Và xong sau đó đó, xử lý xong rồi thì phải là gửi báo cáo lại về cho Bộ biết để coi họ giải quyết như thế nào. Thì theo đó, nhận được cái sự chỉ đạo của cấp trên đó, thì Sở Truyền thông Thông tin cũng đã có cái giấy mời cho chị.
thì không biết là có đúng hay sai, và mời chị đến làm việc. Thì sau khi nhận được cái văn bản của bên sở đó thì chị có suy nghĩ như thế nào? Trước khi chị có cái văn bản hôm nay á, thì chị có cái văn bản của VOV cũng mời chị ra Hà Nội để làm việc. Yeah. Chị gửi là chị gửi cái thông báo chứ không phải là chị gửi để khiếu kiện. Yeah. Hôm nay á, truyền thông bên sở văn hóa truyền thông thành phố á, có gửi cho chị một cái văn bản để một cái thư mời. Nhưng mà ở đây á, là chị không phải mời để lên đó để mà giải quyết theo cái kiểu mà luật dân sự. Yeah. Mà chị nhắm vào luật hình sự. Yeah. Chứ không phải là căn cứ vào để mà nói chị như vậy rồi để mà giảm hoặc là phạt 7.500.000 vì cái vì nói chị thế này kia đó không tức chính của chị. Yeah. Trả lời nói là chị thông báo cho họ biết chứ không phải chị thông báo để họ xử lý hay là xử lý là chị phải nhờ cơ quan ba là công an. À, và cái câu chuyện này nó rất là lớn chứ nó không phải là đã đơn giản để mà xử lý ở bộ văn hóa truyền thông thông tin. Yeah. Nếu mà nói như chị như vậy đó thì theo như cái quan điểm của chị á là chị cũng sẽ không có chấp nhận cái việc mà giải quyết theo cái việc mà dân sự, thì chị sẽ không chấp nhận đến cơ quan chức năng. Thì bởi vì theo chị là cái việc này nó đã xâm phạm đến cái quyền và lợi ích hợp pháp của chị rồi, nó làm cho mất cái uy tín danh dự của chị. Nghĩa là cái chỗ mà nhà báo Nguyễn Đức Hiển đó đã vi phạm pháp luật hình sự chứ không đơn thuần là vụ việc dân sự hoặc là hành chính thôi chị. Tại vì em biết ông đây không phải là cá nhân chị mà đây là một doanh nghiệp, là một tổ chức. Dạ. Chị đang hoạt động cho ước quý cái thiện nguyện, tụi chị đang hoạt động vì cộng đồng, chị đi đang nuôi bao nhiêu ngàn nhân viên, cho tụi chị là một trong những người kiến quốc cho đất nước, chứ tụi chị không phải là cá nhân. Nhưng mày quy chụp và nói những cái điều vu khống chị như vậy vượt qua cả cái khung bộ là thật sự chưa có, cho nên chị đưa cái câu chuyện này nó đi cho nó đúng cái nghĩa của nó. Là vì khi họ không thực hiện được ý đồ âm mưu để hãm hại chị thì đâu có đơn giản là chị chỉ ra bộ văn hóa thông tin đâu em, mà chị phải làm cho rõ cùng với bộ công an. Tại vì ở đây là một tổ chức âm mưu để mà phá hoại tài sản quốc gia, rồi sau đó quy chụp kết tội cho chị. Thì bây giờ bộ công an đã đang làm việc và đã nắm được một số người trong cái tập đoàn mà có chủ mưu để mà đánh phá nhà nước. Yeah. Mà lại kết thôi thì câu chuyện thì nó không có đơn giản nằm ở chỗ đó, mà chị cùng với bộ công an để làm cho rõ, bởi vì họ cấu kết chị vào đó, họ ghép chị vào cái tội hình sự đó, thì đâu có lý do gì mà chị không cùng để làm cho rõ ra. Nếu không là đơn giản thì sao em? Yeah. Câu chuyện thì không phải là gắp cửa bỏ tay người gắp không được rồi thôi, hay là mượn gắp để mang này là thuyết âm mưu để hại chị rồi hại em được. Yeah. Rồi đơn giản thì sao? Thứ nhất chị là người hiểu biết tất mặt sự cho tôi hỏi, thứ ba nữa là chị không có gì bảo pháp luật mà cố tình quy chụp như vậy thì đâu có đơn giản là ở chỗ mà ra văn hóa thông tin gì được. Yeah. Mà phải ra bộ công an. Yeah. 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 Rõ là cái thông tin này là phải theo cái cấp chính quyền lãnh đạo cao cấp nhất, bởi vì đây là một tổ chức phá hoại mà quy chụp cho chị, gài cho chị dính vô để mà nếu như chị không có đủ bản lĩnh, chị không có đủ phước á, thì có phải chị thân bại danh liệt tán gia tài sản mà chị đã đi tù vô cớ không em? Yeah. Cho nên câu chuyện này nó đâu có đơn giản là không là hại chị được rồi nói đơn giản gì được, không thể nào gì đâu em. Yeah. Cái này nó thuộc về mình, không phải nằm ở dân sự nữa. Còn những cái thông báo chị gửi cho VOV và bên bộ truyền thông là chị thông báo là cái câu chuyện này nó không phải đó, nên khi họ mà chị nhớ báo là chị không đưa, chị có sẽ có luật sư ủy quyền gửi tên đến chị nhớ không đi đâu. Yeah. Thì trước đây á, là cái chỗ VOV á, là bị đánh sập mạng đó, là có tướng Tôn Xô thời điểm đó là cách này hình như là khoảng là gần một tháng hay sao đó, thì cũng đã có những cái phát biểu ở trên báo chí là có thể được xem là minh quan cho chị. Thì chị cảm nhận như thế nào về cái quan điểm của Bộ Công an, cái nào đúng thì họ đúng và cái nào sai họ sai, và họ sẽ làm việc là triệt để đúng không chị? Đó là chị thuộc trong pháp luật, và pháp luật là luôn luôn bảo vệ cái người lương thiện. Thứ nhất, thứ hai, chị là một người phụ nữ thì em thấy thì nếu cái công việc này không có tướng Tôn Xô mà lên tiếng á, thì sắp tới nó còn bao nhiêu cái xảy ra đến với chị nguy hiểm đến mức nào. Thậm chí chị gọi anh sai, em nhớ nó ra là mà chị đòi tự thiêu không, mà chị cảm thấy là chị hay bị tước về thọ địch mà oan sai cố tình chụp mũ chị để mà bắt nhốt chị, động cơ nào thì họ rõ hơn chị. Cho nên cái câu chuyện này á là một câu chuyện hình sự chứ không phải là dân sự, em biết không? Yeah. Cho nên chị không bao giờ bỏ qua những cái mà khi người ta thực hiện cái ý đồ tồi tệ đó không thành công, rồi bây giờ đâu có thể nào mà mời chị lên đơn giản vậy được em. Yeah. Không thể nào như
đó làm cho rõ chuyện này. Vì câu chuyện này nó không liên quan tới chị mà chụp mũ dài bẫy chị. Động cơ nào khiến họ lại lôi chị vào chính trị, lôi chị vào chuyện phá sổ phá hoại tài sản quốc gia là một tội ác chứ nếu không có phải như bình thường. Liên quan tới cái chỗ mà ăn mừng này nè, em có một cái câu hỏi nó hơi tế nhị một chút, là khi mà đã có những cái phát biểu của nhà báo Mỹ Đức Hiển và bên VOV đó, thì họ có tổ chức ăn mừng, thì theo em được biết là như vậy, thì em có câu hỏi ngoài lề một chút, là theo chị đó, thì nhà báo ngoài cái việc mà phải cung cấp cái thông tin nó phải chính xác nè, thì họ cũng cần phải có cái sự là quan sát và có cái sự là nghiên cứu vụ việc và đưa ra cái thông tin nó là trung thực, là phải khách quan. Thậm chí là luật định luôn nữa, là cũng buộc họ phải là làm như vậy luôn. Vậy thì theo chị, cái nghề nhà báo đó, đạo đức của người làm báo nó có quan trọng hay không? Và chị nghĩ như thế nào về cái nhận định là làm nhà báo là phải có đạo đức? Okay.
vậy đó, thì chị có cảm nhận là mình phải đấu tranh đến cùng để giành lại công lý cho mình, và đây cũng chính là một cái bài học cho những người là chưa hiểu pháp luật, thì có thể là sẽ bị những cái người mà am hiểu pháp luật hơn họ vận dụng những cái pháp luật nó không phù hợp áp đặt cho họ. Thì chị có nghĩ rằng là chị phải làm đến cùng một việc này để chia sẻ kinh nghiệm cho những người dân khác hay không ạ? Em có thấy không, xã hội tuy nó là như vậy nhưng mà còn bao nhiêu con người có trái tim lương thiện, có bao nhiêu người đã lên tiếng minh giùm chị, bao nhiêu người lên tiếng để mà phản kháng lại cái câu chuyện của ông nhà báo này. Thậm chí người ta đối đầu ngay thẳng ổng là ông tại sao ông dám đưa ra những cái điều khoản mà trong đó bộ luật hình sự chưa có để quy chụp chị, mà chỉ là đang là một ông dân lương thiện đang hoạt động những cái điều tốt đẹp để giúp đời, và chỉ là một người đang đưa ra những cái tội lỗi của những kẻ đất lùm từ xưa giờ đi bị dân hại dân. Thì ông nhân danh một cái điều gì mà ông nói đối đãi với chị như vậy, có rõ là ông trả thù chị một cách cá nhân không, hay là ông trả thù vì một tập thể nào đó bị chị xuyên tạc, bị chị lật mặt ra, thì câu chuyện nó rõ quá rồi. Cho nên ở đây không có cái câu chuyện nhân sự, chị khẳng định với em ở đây không bao giờ có chuyện nhân sự đó với ông phó tổng biên tập này. Dạ chị, ông đi làm từ thiện ông môi, ông đi quyên góp tất cả từ từ thì ông bỏ vào túi cá nhân, ông hiện tại vẫn chưa minh tập. Hai cái câu chuyện này là phải làm cho rõ ra, kiểu gì chị cũng phải làm cho rõ. Chị gào tất cả tới các cấp lãnh đạo cao cấp nhất để làm cho rõ ra. Thứ nhất là một phía âm mưu đã dùng những cái người bên ngoài em là tấn công cho bà xã quốc gia, sau đó quy chụp cho chị. Em ơi, cái con quá ác không? À, vậy thì ra là nhà báo này cũng quyên góp tiền từ thiện nữa hả chị? Quyên góp tiền từ thiện và tiền từ thiện đó chuyển vào tài khoản cá nhân ổng, chứ không phải vào tài khoản của một cái tờ báo lớn, mà vào tài khoản cá nhân của ổng. À, đây là vấn đề mà có nghĩa là chắc trong thời gian tới là báo chí, những cái cơ quan ngôn luận khác họ biết được, họ sẽ toàn cuộc để mà làm rõ ra vấn đề này. Cái này không có chị đại chim gì cũng nói vậy, rõ nha. Tài Linh nó thuộc thành phần nào mà đó là trong một cái vùng cấm nào mà không ai dám đưa ra báo chí nào đưa tin, là tại sao không sao kê toàn bộ tài sản mà tài chánh mà dân cộng đồng mạng ra đóng góp vào, mà chỉ tới đó là dừng lại. Còn một dấu hỏi quá lớn, tại sao không thanh khuôn mặt tẹt lên cho nó rõ ràng luôn đi. Vậy những người là phúc tất ta không làm rõ luôn đi, báo chí đâu xong lên tiếng đi, mà anh chị có làm gì đâu mà tối nhà anh chị hỏi xuống là đặt thôi. Dạ. Chị có không bằng không gì hỏi gì có dân đặt báo chí chỗ nào nữa. Dạ. Dạ. Đó khi người ta không có hành tinh vô nữa đâu, quay qua chụp mổ đó thôi chị. Dạ. À, xin cảm ơn cái buổi phỏng vấn và chia sẻ cái quan điểm của chị ngày hôm nay. Bây giờ thì thật sự là em cũng đã hiểu được cái quan điểm và cái nỗi lòng của chị. Ông thôi là chơi dùng những cái luật pháp mà một hai bắn nhốt chị đâu có làm gì đâu, bắn nhốt chị cái này là chị hận nhất luôn em. Dạ. Cần đơn thôi mà bắn nhốt chị là sao? Như vậy là chúng ta đã vừa nghe qua cái đoạn phỏng vấn của luật sư Vlog đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Như vậy thì chúng ta cũng biết được là cái nỗi bức xúc của bà Nguyễn Phương Hằng nó đã dâng trào đến mức độ nào rồi. Đó, quý vị thấy chưa? Đây là một cái đoạn ghi âm mà luật sư Vlog phỏng vấn bà Nguyễn Phương Hằng. Một đoạn ghi âm dài khoảng hơn 10 phút. Bà Hằng đã nói lên tất cả những cái nỗi lòng uất ức của bà đối với một cái việc làm sai trái của một người làm báo. Thì ở đây quý vị cũng biết được, nếu như mà chúng ta thiếu kiến thức về vấn đề pháp lý thì mà chúng ta lại là những người dân có thể là không hiểu biết nhiều, thì tất nhiên chúng ta cũng dễ mà bị người khác coi như rằng là hại chúng ta. Thì cái điều đó là cái điều mà thực sự ra là không phải riêng bà Hằng cái trong cái vụ việc này, và nhiều vụ việc khác từ cái chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn cũng có thể xảy ra. Tại vì trong cuộc sống này thì cái gì cũng có thể, quý vị ạ. Thì chúng ta cũng nên cần làm những cái việc nào mà nó đúng với lương tâm, với đạo đức, và hơn là đúng với luật pháp. Đó là mình thượng tôn pháp luật, đó là một điều rất là quan trọng. Và nói thật với quý vị, đây là một câu chuyện coi như là hết sức đau lòng. Hết sức đau lòng. Tại vì nếu như mà chúng ta mà thấy được cái vụ việc này thì chúng ta cần cũng phải rằng là rút kinh nghiệm, hay là mình cũng lấy cái này là làm cho mình một cái bài học để chúng ta nhớ đời, và chúng ta cẩn thận hơn trong cái việc giao tiếp hay là bất cứ một cái sự việc gì.
Và quý vị ơi, đây là những cái thông tin mà từ luật sư Vlog đã phỏng vấn bà Nguyễn Phương Hằng, và chúng tôi là những người có thể rằng là cập nhật những cái thông tin này đem đến cho quý vị, để quý vị biết được cái sự việc nó đến đâu và như thế nào. Thì qua vụ việc này thì chắc có lẽ cũng còn kéo dài chứ không phải đến đây là hết. Thì chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật tất cả các cái thông tin trong những ngày tới để đem đến cho quý vị những cái luồng thông tin chính xác nhất và đúng nhất. Chúng tôi làm việc gì cũng phải dựa trên cái vấn đề rằng là phải có vấn đề kiểm chứng, phải có những cái người trong cuộc, người ta nói gì, và luật sư người ta nói gì, thì chúng tôi chỉ là người truyền tải lại cho quý vị để quý vị nắm bắt được cái thông tin đó một cách chính xác hơn, để quý vị hiểu rõ hơn. Chứ còn chúng tôi làm không bao giờ làm sai đối với bất cứ một cái việc gì đối với quý vị khán giả, cũng giống như là những người mà đã từng yêu thương chúng tôi, và cũng giống như rằng là chúng tôi làm cũng không bao giờ đi sai với pháp luật. Thì mong quý vị ủng hộ tất cả những cái kênh vlog chính nghĩa và những người dám đứng lên nói lên những cái điều chính nghĩa. Thì bây giờ Nguyễn Đức Long cũng xin coi như tạm dừng tại đây, và cũng cầu chúc cho quý vị khán giả một buổi tối được an lành, hạnh phúc và bình yên. Và chúc quý vị coi như rằng là dồi dào sức khỏe. Xin kính chào.